Trước tới giờ trên thị trường mình chưa có, thì Ngân sẽ báo giá từng cây cho cô chú anh chị chơi. Cái những cái này là thuộc loại mới về, cho nên cô chú anh chị nào mà mới biết chơi á, thì nếu mà muốn thử sức thì mình cũng có tha thử, Ngân ship toàn quốc. Còn nếu như mà chủ yếu cái lô hàng này là dành cho những khách đã chơi rất là lâu rồi, thì họ mới collect những cái giống này vừa mới mà còn vừa rare mà còn vừa variegated nữa, thì những người chơi lâu rồi mới collect những cái loại này ha. Tại Ngân chuyên bán cho khách chơi sang hàng mà gọi là selective collective, có nghĩa là những hàng rare và những hàng đặc biệt và giống mới. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà mới chơi, nếu muốn thử sức cũng có thể thử sức để mà mua vài chùm về mình chăm nha. Đối với những cái loại giống mới như thế này thì mình phải trồng khoảng độ một tháng thì nó cái màu nó càng ngày càng đẹp hơn ha. Còn nếu cô chú anh chị nào mà người mới chơi á, thì hopefully Ngân sẽ có một cái video nào đó bán những cái loại cây mà cho những người mới chơi, để mà mình mua về mình collect vô cái vườn của mình, rồi từ từ mình chơi những cây đặc biệt hơn ha. Thì không biết hôm nay Ngân có thể quay được một số cây nào mà có thể bán được cho anh chị chơi mới chơi á. Thì nếu như anh chị nào mà là người mới chơi thì cũng có thể follow Ngân coi trong vườn của Ngân ngày hôm nay, hên xui Ngân sẽ quay trúng những cái cây nào mà rẻ tiền á, các anh chị có thể collect mang về vườn của mình ha. Rồi có một khoảng ví dụ Ngân có thời gian rảnh, Ngân sẽ nói nhân viên soạn ra làm những cái set mà dành cho những người mới chơi, thì trong đó sẽ trộn lẫn những cái loại cây vừa mắc tiền vừa rẻ tiền trong một chậu, để cho cô chú anh chị nào mới chơi có thể chọn lựa người làm vườn của mình. Thì bắt đầu mình Ngân sẽ nhau đi cái từ đi, đầu đó từ đi. Bên đây đi, từ bên đây. Ok, chứ vô đi giữa chừng rồi từ bên đây xuống nha. Qua để Ngân có lấy cái phone để
đầu từ bên cái những cái loại này ha. Chị Hương á, hồi nãy có quay mấy cái collection của em thôi, cái màu nó lên đó. Cho người ta coi sơ sơ người ta. Chưa chút nữa ra quay. Rồi giờ vô nói này trước đây nè. Đang coi cái gì vậy? Coi cái tên với bạn bán giá. Ok, mình có cây này là Spot nha mọi người. Aonium Spot. Nó sẽ lên màu hồng như thế này. Mà hôm nay là những cái giống mới của mình nhập về ngày hôm nay. Thì để coi coi cái cây Pansiferia cái kia. Here, this is the one. Cái cây này tên là Aonium Spot nha mọi người. Cái màu của nó sẽ là màu này. Look at this. Nhưng mà nó lên nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ lên cái màu rất là đẹp. Ở farm mình thấy nó rất là đẹp. Và nó tương tỉnh nó lên cánh tròn. Đẹp lắm nha mọi người. Một chùm như vậy là Ngân bán 80 đồng nha. Rất là nhiều hết. Nó gần hơn 20 hết ha. 80 đồng nha mọi người. 20 hết. Cái này là giống mới hàng vàng. Nó sẽ rất là đẹp. Để cho mọi người coi cái màu nó lên nha. Cái màu bên farm gửi cho Ngân. Cái này là cùng giá hết hay là khai? 80 đồng hết á, chùm nào cũng 80 hết nha mọi người. Cây như bằng giá đồng. Hết nha. Bằng giá hết. $80 mọi người đừng có lo, cái nào nó cũng giống nhau hết á. Chùm nào cũng giống nhau hết, không có xê xích gì mấy đâu mọi người. Không có xê xích gì mấy đâu. Cho nên là 9-10 à, chứ không có đâu. Tại vì mình lấy đồng giá, mình bán đồng giá ha. Ai đến trước thì mình được lựa trước trong cái chùm này. Trong cái đống hàng này ai đến trước thì mình được lựa trước ha. Cái loại này nó lên đẹp lắm nè mọi người, cho mọi người coi. Đây là những cái màu mà bên ta nó đưa cho mình đó. Cây này Vân sẽ chiếu hết tất cả những màu mới cho ngày hôm nay cho mọi người coi. Tắt rồi bây giờ mình tới cái loại này. Cái loại này là super mắc tiền đó mọi người. Nó còn đẹp hơn cái mấy cái mà hồi Sweden mà mấy tháng vừa rồi Ngân có chiếu bồi Sweden hay nhắc bồi Sweden đó. Cái loại này nó bự mà nó tròn mà nó to mà nó vân, nó đẹp lắm, nó có vân. Cái màu nó đẹp lắm mà nó có cơ nha. Cái loại này mắc tiền hơn nha. Cái này thì là 90 đồng một cây nha. Này thì đó là loại này là giống mới. Nó còn mắc hơn cả Plantain. Hiện tại Plantain cũng là thuộc loại mắc tiền lắm á. Chút xíu thôi mà cũng đã 75 đồng rồi. Khoảng hơn được nhiều một lobster đó ha. Cái này của mình là 90 đồng nha. Cùng giá hết hay là cùng một giá hết. Ai đến trước thì được lựa chùm đẹp ha. Ai đến trước được lựa trước. $90 Ai đến trước thì chịu được lựa trước nha. Rồi ai tách Ngân trước thì người đó sẽ có được cái chùm bự nhất. Còn ai mà tách sau thì được cái chùm. Nó almost the same thôi mọi người ha. Cái này almost the same thôi. Cái loại này lên đẹp lắm. Rồi đây là mình tới cái loại này. Cái loại này thì nó lại lên cái kiểu của nó sẽ lên về rất là đẹp nha mọi người. Ok. Ngân sẽ đưa tên tiếp tục cho mọi người nguyên cái màu nãy đó là màu của cây này. Cái màu này, cái loại này thì Ngân để là 80 một chùm nha. $80 80 một chùm. $80 một chùm nha mọi người. Mấy này là màu mới. $80 rồi 80 một chùm. Mọi người mua 5 chùm thì sẽ được giảm mua 5 chùm được giảm
mua 5 chùm được giảm 10 đồng nha mọi người. Ok, bài phải mua 5 chùm được giảm 10 đồng thì mình sẽ dùng 10 đồng đó mình bù vô cho shipping ha. Okay. Rồi còn cái chùm này thì chỉ có một. 5 cây được bớt 10 đồng. Cái này loại này super rare, cái này chỉ có một thôi ha. Cái này là hàng variegated. Cái này thì 100 đồng nha, only one super rare. $100. Cái này cũng có cái crack của nó. Cái crack này của nó là 150 đồng nha. Cái loại này là chỉ có một cây, một set thôi. Còn cái này là cái đột biến của nó. Yeah. Cái đột biến của nó. Nó là hàng dạng ti cúp nha mọi người, thấy cái ti cúp không? Mà cái màu, cái bông nó không có bự luôn nha. Cái này là bông nó vậy là vậy thôi, không có bự nha. Mà còn cái crack này là của nó mà nó còn nhiều giống vô trong một cái cây luôn ha. Mà mốt mà nó bung ra nó sẽ đẹp giống như vậy nè. Ha, cái này có một set thôi. Ok, cái chùm thì 100, cái đột biến 150. Yeah. Cái này là hàng rare. Còn đây là những cái cây rare nữa. Cái này nó gọi là plantain middle. Ấy nó không phải rainbow season middle. Nó có variegated. Hồi mấy tháng trước Ngân có bán cái loại rainbow season lá màu xanh màu vân vàng. Vân màu vàng Ngân bán một single head là 60 đồng. Vân màu hồng chứ. Không, lá màu xanh mà vân của nó là màu vàng. Rồi xong sam nó sẽ lên một cái viền hồng ha. Thì cái cây này Ngân bữa nay Ngân về được cluster mà nó có va giữa màu xanh trắng và nó sẽ hiền hồng. Cái loại này rất là hiếm trên thế giới nha. Để Ngân sẽ cho mọi người coi cái màu của nó lên. Từ từ nó sẽ có viền hồng tím, màu tím rất là đẹp. Nè mọi người có cái va của nó nè. Mà cái loại này á, hồi năm vừa rồi của Ngân á thì chỉ có màu xanh viền vàng thôi. Còn cái này là của Ngân là xanh trắng. Xanh trắng viền hồng ha. Cái này cũng giống mới làm và tất cả đều có va hết. Cái này Ngân cũng bán là 80 một chùm nha. $80 80 một chùm. Tất cả những cái này là giống mới mà giống rare nữa cho nên là mọi người khó kiếm lắm. Riêng cây này rất là bự, Ngân để 100 nha. Cây này bự hơn cây nào quên. Cây này bự mà cái nhìn coi cái half moon nè. Hát môn nó còn rare hơn cả Big Bang. Mấy cây này là rare hơn cả Big Bang vì nó đẹp hơn Big Bang nhiều. Để Ngân cho coi cái hình bên fan nó lên màu. Đây là màu bên fan lên. Còn cái này của mình đó, nó còn có cả màu trắng nữa. Nó còn đẹp hơn như vậy luôn nha mọi người. Mà nó sẽ lên như vậy, cây này 80 đồng một cây nha, nhanh tay, cây toàn. Cây nhỏ chút thì 80, cây bự, có một cây bự nhất trong đó. Cây bự nhất là 100 nha, cái loại này là super hiếm nha mọi người, cho nên là hot fully là mọi người, Ngân không có nhiều đâu. Cho nên là mọi người mua được là mọi người là nhanh tay nha. Và những cái chùm thường thường của mình thôi bây giờ cũng có 80 rồi. Mà cái này là hàng rare nữa mà có 80. Thì rất là hữu nghị nha. Mà mua 5 chùm thì được giảm 10 đô cho tiền shipping đó. Cho nên mọi người vừa nhẹ bớt cái tiền shipping cho mọi người ha. Vậy mấy anh chị cứ lấy mỗi một loại chùm thì được 5 màu khác nhau. Tại vì đây là những màu mới mà bà con bây giờ phải lia vườn để mà chơi được những cái màu mới. Họ trồng lại được những màu mới. Thì tại sao mình không bỏ thêm một chút tiền để mình có được những cái màu mới mình chơi. Tại những màu mới là những cái màu rất là đẹp và rất là sang. Nó sẽ lên cái màu sang lắm. Thì nãy Ngân đã cho mọi người coi cái hình rồi đó. Thì những cái cây mà rare nó có giá trị lắm. Tại vì nó càng lớn nó càng đẹp. Một hét mình người ta cắt ra người ta bán cũng có thể bán được 30-40 đồng một hét. Tại vì nó là va càng đậm càng đẹp thì rất là có giá trị nha. Còn những cái loại mà bình thường á, cạp bây giờ ai cũng trồng được hết. Rồi tới cái này cũng là hàng rare nữa. Ngân đang có hai cái crack này rất là bự mà về rất là hên là không có bị gãy. Cái này là hàng va nha. Cái này là Phoenix variegated. Phoenix variegated nha.
Ngân sẽ cho mọi người coi cái hình của cái cây này. Khi ai interested vô cái cây này thì đây là hàng va Fionet Variegated. Thì cây này Ngân để giá là 390 đồng nha. 390. Cây này rất là bự, để Ngân sẽ đo cho mọi người coi. Cây bự mà dáng đẹp không có bị gì hết. 390 nha. 17 anh bè ngang. Mà quan trọng là body vừa già mà vừa đẹp mà là hàng va. 18 inch chiều cao. Hàng va, như giống như cây này mà khi mà nó lên màu đẹp á, Ngân có thể bán được 550 cho tới 600 đô. Đẹp hơn nữa thì Ngân có thể bán được 700 đô ha. Rồi, còn cây kia. Còn cây nữa. Cây là giống mới nha, cái màu nó. Cây này dáng cũng rất là đẹp. Những cái cây mà rare như thế này thì Ngân không có bớt nha. Giá 390 là 390. Cây này 10... Nếu như 10... cô chú anh chị mà mua mà để ship đi trên toàn quốc á, thì những cái loại cây này Ngân ship cho cô chú anh chị là cỡ 40 đồng thôi nha. Đi chắc cần 2 cây này 16 anh bề ngang. Cây này thì là mười mấy anh giật ra thử nha. Cũng 390 nha. Bao nhiêu vậy? 390. Đâu đâu. Ờ, chiều bề cao là 14 inch nha. 14 anh. Đó, cây này cũng 390. Mỗi cái mỗi dáng nha. Mỗi cái mỗi dáng, nhưng mà hơn cái cây nào cũng không có gãy. Chỉ có mình này nó là va. Nếu mà chị Hương chiếu kỹ, chị Hương sẽ thấy cái va của nó cho khách coi. Thì Ngân chơi hàng va lúc mà Ngân mua, thường nó về nó cũng héo héo vậy. Ngân phải trồng hơn 6 tháng đầu màu tươi lên thì Ngân mới bán giá cao được. Cho nên mọi người thông cảm nhiều lúc. Nhiều lúc mình phải trồng 6 tháng trời. Tại bây giờ cái này nó héo đó, nên mấy anh chị nhìn không có ra được cái va của nó. Cho nên là cái này phải mấy tháng nữa nó lên mới đẹp. Dạ, nhưng mà cái dáng của nó rất là đẹp nha. Ngân chỉ trong đợt hàng này Ngân chỉ có hai cây này là bự nhất, còn mấy cái kia thì nhỏ hơn, nhưng mà toàn bộ là hàng van hết ha. Cái chỗ này Ngân đang có hai cây này. Hai cây này là hai cây Lantern mà Luster ha. Cái này nó lên mơ cánh tròn đỏ heavy. Cái này Ngân bán là 120 một cây nha. Cây này thì bự hơn chút xíu nè. Cây này thì 130 đi nha mọi người, để thêm 10 đồng đi cho cái người ta đỡ phải tới trước tới sau ha. Cây này 130 ha. Cây này 120. Nhưng mà cây 130 này á, cái khúc này nó rẻ quá trời baby nè. Cái này thì Ngân bớt, cái này là cuối cùng nha. Cái này thì Ngân không sell nha, tại vì cái này là chỉ có hai cây rare thôi. Rồi Ngân có Superbang cây bự nha, Ngân bán 90 đồng cây nha mọi người. $90. Rất là già nha, cây này còn già hơn đợt trước mà về không có bị gãy, không bị gì hết, mà rất là dày và rất là già. Ngân bán 90 một cây nha. Cô chú chị nào nhanh tay thì có nha. Thì ở đây Ngân có cây Godfang. Godfang Fretted, cây này là của Đại Hàn nha. Nó sẽ lên màu tím tím. À, để Ngân coi cái màu của nó. Cái này của local. Còn cái này của Korea. Cái này mà mốt nó lên tím tím hồng hồng rất là đẹp nha mọi người. Và rất là thích full sun nha. Rất là thích full sun. Cây này của local. Cái này của Korea. Nếu mà mọi người mua hai cái ghép vô vậy nó cũng sang mọi người. Hai cái này ghép vô Ngân đã cho mọi người là 100 chẵn nha. Nếu mà ai muốn lấy set này là 100 chẵn nha, 100 chẵn. Còn nếu mà mua một cây á thì là 80 inch. $80. 80 đồng một cây nha. Cây nào cũng cao và bự hết, Ngân đo cho mọi người coi ha. Đó. Hơn 1 feet. 13 inch nha mọi người. 13 inch, bề cao. Bề ngang 11 inch. 80 nha. Rồi ai mà muốn nó ô cho cô mấy thêm mấy cái cành local thì mọi người nói em cho vô thêm nha. Cây này ở nhà không có, lên màu tím đẹp. Cây này của Quân đại hàng hả? Ờ hả. Năm ngoái em bán cả 100 lần á. Tôi có nay cũng hơn năm rồi. Năm, nhưng mà năm ngoái nó không được cao giống như vậy đâu. Năm nay nó cao mà nó cao gấp đôi cái năm ngoái luôn á. Mà của Hương lên màu tím. Support nó phải lên màu tím. Màu tím mà có ánh xà cừ. Giống như cẩm thạch vậy đó.
Rồi ok, mình tới cây này. Đây. Mình có cây này thì mình ngừng hương có nhiều nha. Nó cây này sẽ lên màu này, nhưng cái này thì Ngân có bán làm collection. Cái này giống giống mới, giống rare ha. Cây này thì Ngân bán cho mọi người 90 đồng một cây nha. Cái này là giống mới mà rare đó nha mọi người, nhìn nè. 90 nha. Sorry mọi người nha, tại vì tiệm cũng Ngân toàn bán những cái cây mà hàng quý hiếm. Ngân thích chơi hàng quý hiếm và hàng mới, cho nên cái giá nó của Ngân lấy nó hơi cao ha. Nhưng mà được một cái là mình có cây rare. Như cây này Ngân chỉ có 2 cây thôi ha. Ngân để cho mọi người là 90 một cây nha. Cây này chỉ đó là 90 một cây, còn cây này thì Ngân chỉ có. Cây này nó lên đẹp lắm á. Cây này thì Ngân chỉ có 1 cây thôi. Farm đưa. Cây này nó cũng là hàng variegated ha, mà Ngân không biết là nó sẽ lên như thế nào nhiều. Nhưng mà Ngân thấy bên farm đó, cái cây mẫu của họ thì rất là đẹp. Thì cây này Ngân có 1 cây, Ngân sẽ bán 100 đồng. Đây là một cái giống mới hay giống rare nha. Nó là hàng va. Ngân có hình của mẫu của cây này thì Ngân sẽ bên farm cho mọi người coi. Đây là ba cây giống mới. Rồi ha, rồi Ngân có mấy cây tri cúp của cái này là tri cúp. Cái này Ngân cũng bán là hàng va nha. Ngân bán cái này là 80 một cây nha mọi người. Đây chi đó. Đó. Hàng va nha. 80. Đồng giá hết hay là? Dạ đồng giá hết. Tại vì ai muốn cái nào thì chụp hình cho em cái đó. Nha, 80 một cây va hết nha mọi người. Chịu khó giùm con là cái nào cũng như nhau hết nha mọi người, cô chú anh chị, cái nào cũng như nhau hết ha, 80 nha. 80 mà hàng va. Sắp xuống đẩy đi rồi, hôm qua cái là có gì mấy anh chị thích cái chùm nào thì mình nâng cái chùm đó ra ha. Ờ, thích cao thì lấy cao, còn thích tròn thì lấy tròn ha. Mấy anh chị thích cái chùm nào thì zoom cái loại này á, thì cái loại này thì cái loại ti cúp nè đó, cái loại này ti cúp va thân trung màu đỏ. Còn tên cây thì để xuống đó, mình không có biết tên, chưa coi hết nên thôi, chưa có biết tên là gì, chút nữa coi tiếp. Còn ai muốn hỏi tên thì như Ngân các anh chị vừa rồi em đã trả lời tên hết cho mọi người đó đó ha. 2, 4, 6, 8, 10 cây ha, thì ai thích cây nào chụp hình cái đó. Ai thích ô cao thì lấy cao, ai thích tròn do thì mình lấy cái size tròn do ha. Cái nào cũng 80 hết ha. Đó. Vậy hôm nay đó ha. Rồi, tới bên đây. Bên tất đây cả là hàng ba hết ha. Còn bên đây cũng là giống mới nữa ha. Cái này thì cây cao này á thì vẫn là cái size bự của Ngân ha. Cái này size bự. Cái này là nó là cây cây xà lách bô mà hàng va, nó ra giống mới. Hồi trước giờ mình thấy có cái cây xà lách bô thì cái này là hàng va của xà lách bô ha. Ha, cái này Ngân cũng để cho anh chị là 90 cây bự nha. 90 là 3 cây. Ai thích cây nào chụp hình cho Ngân ha, ai đến ai tết trước thì giờ thì mình sẽ có được cái cây cây trước, còn em, ai còn ai tết sau thì mình chịu khó mình lấy cây. Cũng cái này đợt hàng này về nó giống như nhau hết, cho nên là cứ nói cho cô mỗi thứ mỗi mẫu đi ha. Còn cái này thì Ngân lấy là 80, coi như có 3 cây này là 90 phải không? Dạ, hôm nay Ngân còn có size 80 và size 90. 4 cây này thì 80. Dạ, cứ mua 5 cây thì được giảm 10 đồng. 10 đồng cho okay. Cho tiền. Ui, con chó này khôn ghê. Cây của em nó không bao giờ nó giảm dậm lên. Rồi, tới trong đây. Rồi, ok, mình tới cây này. Em sẽ đưa hình bên farm nó sẽ lên màu như thế nào cho mọi người coi. Cây này thì nó rất là nổi tiếng. Ở nhà có được mấy cây, nhưng mà cái cây này nó dậy trước mắt lắm nha. Cái này Ngân để cho mọi người là tám chục nha. Ai chi đó. Cái này có 3 cây, cây này thì để Ngân lấy tiếp. Cái này cũng giống mới luôn, 80 nha. Thôi cứ lấy đi một chút nữa chừng nào. 80. Cây này chỉ có 3 cây thôi. Nhưng mà loại này đẹp mà mắc tiền. Ủa, cây đó không phải hả? Cây này là crack của cái cây. Ok, cây này. Cây này là crack của cây này.
thì cây này 150 nha. Cái breadth of that 150 nha. Rồi đó. 150 for the breadth. Ờ, cái này 150, cái này có hồng cây nha. Rồi tiếp tục. Đây đây còn mấy cây đó. Ok, mình có cây lantern. Lantern middle. Cây này mọi người đang làm sống làm mưa nè. Cây này 75 đồng một cây nha. 75 đồng. 75 đồng. 75 đồng. Cây nào cũng vậy. Cũng giống nhau một cluster mà rất là nhiều hết. 75 đồng each. 75 đồng. Cái này có 4 cây. 75 đồng. Cái này là hàng rare vậy đó. Rồi tới bên kia. Tiếp tục, bây giờ mình tới mấy cây này. Mấy cây này thì chắc mọi người biết nó là teacup mà hàng bông nhỏ xíu nhỏ xíu của Cory nhớ không? Mọi người nhớ cái bông này không? Bông này là super tiny luôn nha. Mà rất là mắc tiền. Cái này của Cory nhỏ xíu rồi nha, nó không có bự thôi nha mọi người. Nhưng mà nó là thuộc loại aonium mà super tiny one mà là lên 7 màu. Nó là tiểu muội luôn á. Xí muội tiểu muội luôn á, nhỏ xí xí à. Là loại mà aonium mà bé tí hơn nhất trong các dòng aonium, trong các dòng aonium. Nó là thuộc loại nhỏ nhất, siêu nhỏ. Siêu nhỏ mà siêu dễ thương mà có nhiều màu lắm nha. Cây này cắm xuống đất khoảng chừng một tháng là nó nở ra cực kỳ dễ thương. Cây này để cho mọi người là 60 đồng một chùm nha. $60. Chùm nào cũng vậy hết. Chùm nào cũng giống như nhau hết. Chùm nào cũng giống như nhau hết nha, 60 một chùm. Nó bằng size nhau hết. Còn cái này thì là collection của người. Cái loại này rất là dễ thương. Ok, con có cây này. Cái này rất là bự nha. Cái này mình để cho cô chú anh chị là 180 đồng nha. 180. Ai bữa giờ đang lùng xong lùng mà cây super bang thì Ngân có về cây này 180. Cây này dáng đẹp. Chị ơi, chị bữa giờ kiếm super bang dáng mập này thì đây là cây này dáng rất là đẹp. Ai mà thích cái gì thì test Ngân biết. Shipping cũng bên Ngân không có mắc đâu nha mọi người, rẻ hơn mua điện. Rồi tiếp tục, mình có thêm cây này. Ủa, chưa hết, còn mấy cây đó cũng cùng thứ hả? Cái này khác nhau. Giờ chị vô đây. Chị chiếu cho cái cây à. Đó. Mấy cái cây va này chị phải focus nó, cái màu. Vô cầm đi rồi. Nó phải vô cái màu của nó, tại vì hàng va không phải chủ yếu là cái body, vừa phải body mà vừa phải rồi, màu rồi, nữa. Rồi. Vậy mới là hàng mắc tiền. Còn mà cái màu nó không sắc sảo lắm thì nó không có phải là hề đồ mắc tiền đâu mọi người. Thấy rồi. Ha. Cây này là red plantain mà dòng middle nha. Variegated. Nào mọi người thấy cái màu nó không? Cái này là red plantain mà middle. Variegated ha. Cái này super đẹp luôn á, mà super rare luôn. Cây này con để cho mọi người là 140 đồng. 140. 140 nha. Super đẹp. Vậy. Còn cái này là cũng hàng va luôn. Cái này là Kilimanjaro Crested. Cái này là 140 luôn. 140. 140 luôn. Còn Ngân có cây bự này. Cái bự này thì là 250. 250. Cây này rất là bự nha. Cây này là plantain middle. Plastic 250 đồng. 14 inches. Cây này là plantain middle nha. Nó lên màu. Còn cây này cũng là plantain middle luôn. Cái màu của nó rất là đẹp. Cái này thì là 200 đồng. 200 đồng. Rồi. Rồi
rồi tới bên đây. Bên đây là đây 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 đây. Mình đi theo cái dòng hàng. Ok rồi, rồi. Cái dòng mới. Chụp hình cho con, chụp hình giùm em. Đó. Nó anh cầm đi đồ. Cái này là 150 đồng. 150. Màu rất là đẹp và đẹp giống mới nha, không phải là màu. Còn hai cây này thì là cây này thì là 140. 140. Cây này là 140. Cây này thì là 120. 120. Còn đây là cây cây sần đi đâu. Cây này cái lót sờ của nó không? Uh-huh. Cái lót sờ này của nó hàng ray nha, là cứ 80 chùm. Đây chị đó là mọi người chơi hàng ray đi cho nó, mình khi mà nó tỉnh lại nó đẹp rực rỡ luôn, cứ 80 một chùm nha. Ai lựa gì lựa giùm em, chị thấy không? Ôm mốt này nó giống đấy. Nhau luôn á đó. Đó, ôm mốt là giống nhau, không có gì, không có khác gì lắm đâu nha mọi người. Là mọi người có cái vân va đỏ của nó nè. Cái này là vẻ đẹp huyền bí á mọi người ha. Cứ 80 một chùm, 80 một chùm. $80 rồi. Ok, còn mình đang đi tới cây này. Cây này là một cái giống mới khác nữa, cái này thì mắc hơn. Cái ba nó là cây này. Cây này là 180. 180. Còn hai cây này là 150. 150. Cây này là 180 luôn. 180. Hai cây này là 180, 180. Hai cây này là 150, 150 là hàng va middle. 150. To this one 180. And to this one 150. Mấy cái này là hàng va giống mới mà nó rất là dày nha mọi người, nó dày, thân nó dày cộm mà. Rồi bây giờ mình tới cái này. Rồi coi chừng quên cái màu xanh xanh đó nha. Dạ, yeah, em sẽ nói cái đó hàng mất tiền nhất. Ok rồi. Mấy cái này thì Ngân để là rất là size này rất là bự nha. Cái này để variegated nha. Cái này Ngân để 90 một chùm nha. Này thì đó là 90 một chùm. Giống mới, giống mới, 90 nha. Cái này lên đẹp lắm. 90 một chùm. Quay mình để mình cho coi cái màu. Ô, cái này giống như cái hôm trước. Nè, cái này Owen cho coi một cho mọi người coi cái plan cái lan tầm middle nó lên màu nè. Đẹp lắm. Ok. Rồi, ok. Đó ha. Rồi còn cái này thì nó sẽ lên màu. Hồi nãy cái planted middle là ổn màu của mấy cây này. Dạ, yeah, planted middle là hồi nãy mình. Hồi nãy đưa cái hình planted middle là cái màu của lên của mấy cây màu đỏ đỏ này nè nha mấy anh chị. Dạ. Yeah. Còn cái màu xanh xanh này nè, Ngân đang kiếm kiếm cái hình của bên farm cho mọi người coi. Màu xanh này. Cái này thôi để mọi người 80 luôn đi. 80 luôn đi cho dễ tính tiền. Ok, $80. Nè. Ô, cái này giống như ở nhà có nè. Hôm lấy của Du trước lâu rồi đó. Sau thời gian không có nữa đó. Bây giờ nè. Bây giờ biết rồi, cây này ở nhà hương lên màu đẹp lắm mấy anh chị. Rồi, thấy hôm nay để 80 cho anh chị luôn nha. Cái chùm này bự lắm á. Thường năm ngoái Ngân bán cái chùm này là 100 đồng luôn á. Rất là nhiều bông mọi người. Đúng rồi, cái này hồi trước không bên Ngân những cái chùm hoa bên Ngân rất là bự, cho nên là mọi người đừng lo, yên tâm đi, vừa bự mà vừa đẹp, mày màu nó cây này màu lên đẹp lắm, không thấy rồi. Yes, những cái gì mà Ngân lựa hả là in the future cái màu rất là đẹp. Tại vì chơi lâu rồi cho nên Ngân biết cái màu nào, cây nào nó đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tới hàng chiến đấu nha. Rồi đây, this is the one.
Cây này nó có tên là husband and wife. Cái gì á? Husband and wife. Husband and wife hả? Ờ, cái này cái fan nó đưa tên vậy chứ không biết nữa. Thì nghe nó tên hấp dẫn quá cái mình order. Ờ, fan nó đưa tên chứ không phải là mình không phải ngừng đặt tên đâu, fan đưa tên vậy. Đây, để kiếm cái tên. Cái crack husband and wife đó. Đây. Here. Bây giờ đâu rồi? Như quay gì mà tùm lum vậy? Nhiều hàng lắm, order nhiều lắm mọi người ơi. Order nhiều lắm. Mọi người tha. Tha bấm ngay chỗ đó, vô. Ok. Mà em order size bự không à? Không có size nhỏ ha. Thế à? Đây. Cái màu nó lên như vậy ha. Ok. Mọi người thấy cái màu lên không? Husband. Ok. Husband and white crested nha. Đó. Đó, đây là cái màu của nó. Ok. Cái màu của nó rất là đẹp nha mọi người. Đây hiện tại bây giờ thì Ngân lựa size bự nha. Ở trong hình trong form nó đưa cái cây là nhỏ. Nó chỉ nhỏ thôi, còn cái cây này cũng Ngân làm mấy cái size rất là như vậy là bự, giống mới mà size được bự như vậy là bự lắm rồi ha. Đó, husband white crested. Cái màu rất là đẹp mà bông thì cũng nhuyễn. Để coi cái màu của nó có cái nào lên chưa. Đây, cái này lên rồi nè. Cái này lên rồi ha. Thì mỗi kiểu mỗi dáng nha. Ngân sẽ báo giá theo tùy theo cái body ha. Rồi bây giờ mọi người thích cây husband and white thì cái này mới về thì ship cũng được thôi. Rất là khỏe. Tiền ship cho một cây này Ngân ship cho mọi người là tiền shipping là một cây là 15 đồng nha. Rồi. Ai thích cây hết mình đừng quay phát tịch lấy giùm Ngân. Cái này Ngân để mọi người là cao 10 inch. Cao 10 inch ha. Cái này Ngân để cho mọi người là 145 đồng. 145 nha. 145. 145. Còn cây bự này thì là 170. Cây này bự mà dáng đẹp nữa nè, 170 ha. Còn cây này bự nhất cũng là 170 luôn. 170. Cái nào cũng đẹp ha, 170, 170. Ai thích dáng nào thì mình chụp hình. Mỗi người mỗi ý thích, mình không có biết được ai thích cái gì ha. Còn cây này thì là 150. 150. Những cái loại này là những loại quý hiếm nha. Còn cái dáng này cũng đẹp nữa nè. Cái này cười thì là để là 160. 160. Còn cái này thì là 140. 140. Cái này hết bên thằng qua toàn là dáng quái không à nha. Dáng quái mà thằng ve nữa. Rồi còn cái này thì là 170. Cái này rất là dày nha mọi người. Cái này là khó chết lắm nè. Quá dày luôn nè. 170 nha. 170. Rồi cái này thì là 140. Cái này đường cái có mấy cái single head đằng sau lưng nữa nè, mà mốt lớn là chắc đẹp lắm á. 140. Rồi. Cây này thì là báo giá rồi ha. Thì ai thích cái dáng nào mình chụp hình cái đó nha, cái nào cũng đẹp giống như cái này thì có một cái single head 160 nè. Husband and wife 160. Ok. Đó. Thích cái nào chụp hình cho Ngân nha. Còn cái này ráng cực kỳ đẹp. Cái này là dáng rất là bonsai, cái này là 170 nha. Dáng bonsai. Bonsai ẻo lả rất là đẹp luôn, cái dáng bo thì đẹp. Đợt này Ngân rất là thích mấy cây này tại vì cái dáng vừa đẹp mà cái màu cũng đẹp nữa. Mà rất là bonsai 170 ha. Còn cây bự nhất của Ngân là ai lấy cây bự nhất của Ngân là 200 nha. Chưa 200. Cây này là cây bự nhất là 200. Yeah, show you that. Cái này 200 đồng ha, bắt bình ngoài, cây bự nhất. Mấy cái loại này là bonsai giống mới nên nó không có quá khổng lồ như mọi người tưởng tượng ha. Rồi. Cây này là hấp bình ngoài này nó màu đẹp lắm á. Thấy cái màu của bên farm là đẹp lắm rồi. Ok, giờ tiếp tục. Cái này mình lấy giờ mình phơi khô.
mình phơi khô cho em một ngày mấy, hai ngày mình trồng nha. Rồi tiếp tục mình tới đây. Đấy, cây này. Cây này là bích ban. Cây này bích ban hai màu nha. Ai interest bích ban hai màu thì mình liên hệ với Ngân ha. Đó, variegated. Sao quá chị có thấy? Thấy, thấy có zoom ra rồi mà. Ha, hai màu. Ai thích thì liên hệ Ngân báo giá ha. Ok. Bích ban hai màu. Có ship đi toàn quốc. Rồi mình tới này. Fan dài variegated ha. Hàng fan dài variegated. Cái này nguyên để là 170. Qua thôi là 70. 170. Qua thôi là 70 thôi. 170. Qua thôi là 70. 200. 200. Rồi, okay. Bây giờ tới phần thuốc. Này là phân. Phân bón cho cây nha. Cái này Ngân mà thuốc, cái này là keo liền sẹo ha. Keo liền sẹo này là cứ 20 một chai mình xài được trong một năm nha. Keo liền sẹo là giống như khi cây mới về đó, nó bị gãy. Ví dụ như là nó bị gãy cái cành này. Nó gãy cành này thì mọi người bôi thuốc một miếng thuốc vô, xong rồi mọi người khoảng chừng 3-4 tiếng sau nó khô đi rồi thì mọi người cây của mọi người khỏe khoắn, có thể bỏ ra ngoài nước được. Có nghĩa nhiều lúc nước nó mưa nó vô nó cũng không bị thối nha. Còn mọi người cắt cành, trim cành, chơi bonsai, chơi hoa lan đều cắt cành nhân giống, đều xức thuốc cho cây được để không bị nhiễm trùng nha. Rồi khi cây bị nứt mình có thể bôi vô cho cây không có bị thối rễ hoặc bị nhiễm trùng ha. Rồi bây giờ mình tới cái loại này là chuyên dùng cho phân tưới cho sen đá mà đặc biệt là những loại variegated ha, hoặc là bonsai mà hàng va đó mình chơi cho cây va nha. Thì cái loại này dùng cho giữ màu cho cây cho nó khỏe và đẹp, nó không có bị bệnh sâu bệnh rồi đó. Thì cái loại này là nó còn làm cho màu của cây đẹp hơn nha, cứ 20 một bịch nha, 20 một bịch nha. Rồi đó, cái này thì vừa giữ cái màu cho cây mà nó còn gì ta, cho cây khỏe. 20 bịch nha, thì cứ một viên á mình khoa một cái viên này mình bẻ ra làm đôi, một viên này mình bẻ ra làm đôi mình pha với lại 5 gallon nước thì mình có thể tưới cho cây của mình ha. Một bịch như vậy mình xài được chắc nửa năm á, 20 bịch nha. Còn nếu cái quý vị mà có ít cây thì bẻ làm tư một viên nha, bẻ làm tư một viên nha. Ở đó còn à? Đó, nha, 20. Rồi mình có thuốc này là kích thích mọc rễ nha, 20 một chai luôn, kích thích mọc rễ. $20 each. Alo nha. Có về loại thuốc kích thích mọc rễ. Cái này mình chuyên dùng cho sen đá, hoa lan và bonsai nha. Chuyên dùng cho sen đá, hoa lan và bonsai. Thì cái này là một loại bột. Thì mình mỗi lần mà mình trồng cây mới, cái mình rắc một chút xíu vô trong cái đất á, thì cây của mình nó sẽ rất là kích thích một rễ. Thứ hai là mình có thể ngâm nước để mà mình pha cái nước cái thuốc này với nước á, cái xong rồi mình ngâm cho nó khoảng chừng nửa ngày nha, nửa ngày gì đó cho nó có thuốc. Nhưng mà theo em thì mình cứ rải thuốc vô trong cái miếng đất của mình khi cây mình, ví dụ mình trồng xong rồi thì mình rải một ít, giống như là một chút xíu, giống như thuốc tím vậy đó, thì mình rải một chút xíu vô trong cái miếng đất của mình thì mình lúc mà mình tưới nước vừa có thuốc tím vừa có cái thuốc kích thích mọc rễ thì cây mình nó mau mọc rễ hơn ha. Cho chuyên dùng cho cây sen đá, hoa lan và bonsai nha. Còn thuốc tím thì Ngân giờ là 55 đồng một bịch, thì thuốc tím là chống sâu bọ, còn thuốc này thì là kích thích mọc rễ, còn thuốc này là giữ cho sen đá có màu sắc đậm hơn, chuyên dùng cho cây variegated nha, chuyên dùng cho hàng va. Rồi đó là những cái thuốc mà mọi người đang xài ở đây, có dân bonsai họ hay xài á.
Rồi mình có một chai thuốc này là thuốc thuốc cho hoa lan. Ai mà đang có một vườn hoa lan nở gì đó. Một hoa lan. Một vườn hoa lan nở đó mà cái muốn tưới để cho nó kích thích ra hoa á. Để có nhiều nhánh nè, rồi nhiều hoa nè, nhiều rễ nữa nè, cái này thì chuyên dụng cho hoa lan thôi. Thì cái này thì Ngân cũng bán 20 một chai ha. Còn cái loại kia thì sen đá và everything, còn cái loại này là chuyên hoa lan. Ai có một rừng hoa lan thì xài cái này ha. Cái này chỉ 20 thôi. Đó, thì ai thích cái gì thì nói với Ngân bỏ vô nha, thuốc tím có luôn. Rồi thuốc này thì là làm gì thì là giữ màu. Giữ màu với cho cây tốt á. Giữ màu, nhưng mà cái thuốc này thì mình chuyên dùng cho hoa va nha. Còn ví dụ hoa mọi người không có cây va thì đừng khỏi cần phải mua nha. Còn nhớ mọi người mà chơi va giống như Echinacea variegated, Aeonium variegated hoặc Red variegated thì mình mới mua ha. Còn nếu mà mình không có cây va mình cũng cần phải mua làm gì ha. Rồi ok.